Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để chứng minh công thức cộng. Đây là một nội dung nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 11. Tuy nhiên vì một số lý do nên người viết sách đã không đưa vào phần chứng minh cho công thức này. Một bằng chứng cho công thức này có thể thực hiện thông qua hình học. Giả sử các tia OX, OY, OZ tạo với nhau các góc nhọn A và B như trên hình vẽ. Ở đây ta giả sử A và B là các góc nhọn sao cho A cộng với B bé hơn 90 độ. Gọi P là một điểm tùy ý trên tia OZ. Gọi Q là hình chiếu của P lên tia OX. Gọi R là hình chiếu của P lên tia OY. Dựng RS vuông góc với OX và RT vuông góc với PQ. Dựa vào hình vẽ, ta chứng minh được các góc TRO và TPR đều bằng A. Bây giờ trong tam giác OPQ ta có sin của A cộng với B thì bằng PQ chia OP, mà PQ bằng với PT cộng với TQ nên ta được. Tứ giác RSQT có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật. Do vậy cạnh TQ sẽ bằng cạnh RS. Bây giờ ta thực hiện một vài phép biến đổi nhỏ trong biểu thức như sau. Đến đây, trong tam giác PTR, ta có PT chia cho PR sẽ bằng cốt A. Trong tam giác OPR, ta có PR chia OP sẽ bằng sin B. Trong tam giác OFR, ta có RF chia OR sẽ bằng sin A. Và trong tam giác OPR, ta có OR chia OP sẽ bằng cốt B. Từ đó ta chứng minh được sin của A cộng với B thì sẽ bằng sin A cốt B cộng cốt A sin B. Đây là một cách tiếp cận bằng hình học. Tuy nhiên trong cách chứng minh vừa rồi, chúng ta đang giả sử A và B là các góc nhọn và A cộng với B bé hơn 90 độ. Để chứng minh trong trường hợp tổng quát, ta có thể sử dụng công thức Euler. Công thức này được Johann Euler, nhà toán học người Thụy Sĩ đưa ra vào năm 1748. Nó được coi như là một trong những phát minh vĩ đại nhất của toán học, liên kết hàm mũ phức và hàm số lượng giác. Đặc biệt hơn nữa, khi x bằng pi, công thức này trở thành e mũ pi cộng với 1 bằng 0, và nó được xem như là công thức đẹp nhất trong toán học, bởi nó liên kết 5 hằng số toán học cơ bản lại với nhau. Còn nhiều điều thú vị hơn nữa về công thức này, nhưng tôi sẽ không chia sẻ nó ở đây, bởi nó đang dẫn tôi đi lạc đề. Quay lại với nội dung chính, từ công thức Euler ta có E mũ IA thì bằng cốt A cộng với lại I sin A, và E mũ IB thì bằng cốt B cộng với I sin B. Bây giờ nhân vế theo vế các đẳng thức vừa triển khai, ta được
Mặt khác, theo công thức Euler ta cũng có E mũ Y nhân với A cộng B thì bằng cốt của A cộng với B cộng với Y sin của A cộng với B. Từ đây cân bằng các phần thực và phần ảo của hai số phức, ta thu được cốt A cộng B thì bằng cốt A cốt B trừ sin A sin B, và sin của A cộng với B thì bằng sin A cốt B cộng với cốt A sin B. Video đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên nhấn nút like và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.